Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay ngày đầu tuần, anh em trước khi bắt đầu ngày làm việc mới thì mình tranh thủ quay cho anh em một video clip ngắn hình nói về một vấn đề về một cái công tác sửa chữa hình mới hoàn thành xong tối hôm qua ha. Bây giờ sẽ chuẩn bị giao máy cho anh khách này anh ở xa, anh ở Bình Dương lên ha. Thì đây trước mặt anh em đây là chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra ha. Máy này gặp vấn đề gì? Trước khi đem máy lên thì anh có liên hệ trước với Thịnh, anh nói máy gặp vấn đề về mic. Có nghĩa là anh nói người ta nghe không nghe. Đó, anh nói người ta không nghe, nhưng mà anh thắc mắc tại sao mà khi ảnh đàm thoại bằng những cái ứng dụng như là Zalo, Facebook rồi nọ, đó bật ra ngoài rồi lên thì nói người ta lại nghe. Đó, còn đàm thoại bình thường thì nói người ta không nghe. Ừ. Thì đây là một cái vấn đề mà nếu mà anh em là đã biết qua rồi thì nó vô cùng đơn giản, nhưng mà anh em nào mà chưa biết qua thì anh em sẽ rất dễ nhầm lẫn ha, rất dễ nhầm lẫn, và anh em từ đó anh em đưa ra những cái phán đoán sai lầm trong quá trình sửa chữa. Mà nếu mà chúng ta lại gặp phải một đơn vị sửa chữa không có uy tín nữa thì chúng ta sẽ coi như chúng ta bị cuốn theo chiều gió luôn. Rồi ok, mình sẽ nói với anh em về vấn đề mic trên điện thoại nói chung và dòng Note 20 Ultra này nói riêng ha. Thì cái con Samsung Galaxy Note 20 Ultra này á là một trong những dòng máy cao cấp của Samsung, anh em biết rồi ha. Nhưng mà nó vẫn tuân theo một cái thiết kế phổ thông và cơ bản nhất về vấn đề mic trên tất cả những dòng smartphone hiện nay. Đó là smartphone bây giờ trong máy lúc nào cũng có ít nhất là hai cái mic. Thịnh gọi đó là mic chính và mic phụ ha. Mic chính thì nó nằm ở khu vực dưới đây. Đó, mic chính nó nằm ở khu vực dưới đây. Và đây là cái lỗ mà mic chính nó thu tiếng. Đó, nó thu tiếng nói của chúng ta vào cái lỗ này. Đó, và mic phụ nằm ở khu vực trên đây, trên cạnh máy, và đây là cái lỗ mà thu mic phụ. Đó, anh em thấy ha. Ở trên cạnh trên, còn cái ở dưới cạnh dưới. Rồi, thì mic chính đảm nhận cái công việc gì? Mic chính là đảm nhận cái công việc là thu cái tiếng nói, thu cái âm thanh khi mà chúng ta thực hiện đàm thoại trực tiếp, có nghĩa là chúng ta nghe gọi thông thường, chúng ta đưa điện thoại lên tai và chúng ta nói chuyện thông thường ha. Đó là sử dụng mic chính. Còn mic phụ nó phục vụ cho công tác gì? Mic phụ nó phục vụ cho công tác gọi là đàm thoại rảnh tay, có nghĩa là khi chúng ta bật cái loa ngoài lên, chúng ta bật loa ngoài lên thì cái mic chính này nó sẽ được thiết kế là nó ngắt đi, nó ngừng thu, và lúc này chúng ta nói chuyện thì cái mic phụ nó nằm trên đây, nó sẽ thu cái âm thanh tiếng nói của chúng ta qua cái lỗ mic này. Đó, vì sao lại như vậy? Bởi vì cái mic phụ luôn được thiết kế có cái gọi là cái công suất nó lớn hơn, nó có khả năng hút tiếng mạnh hơn, tốt hơn. Để vì khi mà chúng ta bật loa ngoài lên thì chúng ta thường chúng ta để cái máy ra xa đúng không anh em? Đó, chúng ta không có để mà sát miệng mình nữa, chúng ta để máy ra xa để chúng ta vừa làm một cái gì đó vừa nói chuyện điện thoại, bởi vậy nó mới dùng cái từ là đàm thoại rảnh tay. Đó, nên là cái mic phụ được thiết kế với công suất lớn hơn để có khả năng hút âm tốt hơn. Và khi mà chúng ta chuyển vào loa ngoài hoặc chúng ta gọi video call đó thì chúng ta cũng là dạng không để điện thoại kề sát miệng, thì nó chuyển qua nó sử dụng mic phụ hết. Mic chính chỉ dùng trong cái trường hợp mà chúng ta nghe gọi trực tiếp thôi. Vậy thì khi mà anh em xác định anh em gặp cái lỗi mà nói người ta không nghe, mình nói người ta không nghe, có nghĩa là vấn đề về mic, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ xác định là chúng ta gặp vấn đề về mic chính hay là mic phụ, giống như Thịnh vừa nói, bằng cách nào? Anh em sẽ xác định là anh em nói người ta không nghe, hoặc nghe nhỏ, hoặc nghe khó nghe, tiếng được tiếng mất, chứ không phải lúc nào nó cũng là không nghe hoàn toàn. Nghe nhỏ nè, kê sát miệng vô nói mới nghe nè, hoặc là tiếng được tiếng mất, thì đó là vấn đề về mic, chứ không phải vấn đề về loa nha anh em. Nhiều anh em không phân biệt được, anh em hỏi Thịnh ở cái loa tôi bị như vậy nói người ta không nghe, là anh em đã sai. Anh em cần phải xác định khi mà anh em nói người ta không nghe, có chữ nói trước thì đó vấn đề về mic. Còn khi nào anh em không nghe người ta nói, cái chữ nói nó nằm ở sau, thì đó là vấn đề về loa. Đó, anh em phải phân định rõ ràng như vậy để anh em xác định cái lỗi mà anh em đi sửa. Rồi, khi mà ở đây chúng ta đang nói về cái câu chuyện về mic ha, thì nếu mà nói mà người ta không nghe thì là về mic, thì chúng ta tiếp tục chúng ta xác định tiếp đó là mic chính hay là mic phụ. Nếu là mic chính thì chúng ta sẽ thao tác ở đâu? Như cái máy này sau khi Thịnh xác định lỗi thì Thịnh xác định nó gặp lỗi với mic chính, chúng ta sẽ thao tác ở đâu? Thao tác ở đây, ở khu vực ở dưới ha, để phát ra cái lỗ mic này, cụ thể hơn là cái cụm ở dưới đây. Bây giờ máy này hình đã ráp lại hết rồi, hình không không còn thời gian để mà bung ra để chỉ rõ cho anh em coi hơn. Đó, chủ yếu là chia sẻ kiến thức về lý thuyết thôi. Đó, chúng ta sẽ mở ra ở đây. Trong đây nó có một cái cụm cụm sạc ha, một cái bo sạc. Tất cả những dòng máy Samsung hiện nay hầu như đều thiết kế theo cái mô típ này, đó là có một cái bo sạc ở dưới đây.
Trên này nó có rất nhiều linh kiện, chân sạc, socket, mic, anten, tụ, diode, vân vân cái kiểu, và nó nối truyền lên đây bằng một cái bể cáp, nó nối lên cái bản mạch chính như thế này. Đó, nó thực hiện cái công năng của nó. Thì cái mic chính là nó nằm ở trên đây anh em. Đó, nó nằm ở trên cái cụm sạc này. Thì anh khách này anh nói với Thịnh là trong quá trình anh sử dụng á thì có thể là anh chắc anh thấy là mic nó nhỏ, sau đó anh đã lấy tăm anh chọt vào cái lỗ này. Đó, và hiện tại là mic nó hư hẳn hoàn toàn luôn. Thì Thịnh đã tiến hành định thay mic ok hết rồi. Đó, mình đã test lại ok hoàn hảo hết. Thì đây là thuộc dạng một cái ban ở mức độ nhẹ trung bình thôi. Đối với những cái dòng máy cao cấp như Note 20 Ultra này. Đó ha, không yêu cầu một cái gì đó quá cao siêu, đơn giản là mình thay mic. Và cái thay mic ở đây là thay trên cái cụm mạch sạc này. Còn nếu mà anh em gặp cái vấn đề đối với mic phụ thì chúng ta sẽ phức tạp hơn ha. Bởi vì mic phụ đó, nó nằm trên cái bo chính. Đó, và chúng ta sẽ phải thay mic và chúng ta thao tác trực tiếp trên cái bản mạch chính này luôn. Nó sẽ phức tạp hơn và nó đối diện với những cái rủi ro nhiều hơn. Khi mà cái mic phụ này xung quanh nó là những con IC, những con linh kiện rất là quan trọng vì nó nằm trên bản mạch chính mà. Cái đó là câu chuyện mà chúng ta yêu cầu một cái kỹ năng cao cấp hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ Thịnh nói về một số cái lưu ý xung quanh cái lỗi mic nè. Anh em lưu ý giùm Thịnh một cái vấn đề này. Đó chính là nếu mà anh em nhận thấy cái tình trạng là máy á mà bị lỗi cùng lúc cả hai cái mic. Đó có nghĩa là tự nhiên chúng ta mic chính và mic phụ nó đều lỗi hết, chúng ta nói bằng loa trong nói cũng không nghe, người ta bật, chúng ta bật loa ngoài lên người ta nói người ta cũng không nghe, thì đó là khả năng rất cao bị vấn đề khác chứ không phải là bị mic. Bởi vì rất ít khi nào mà cả hai cái mic nó cùng hư cùng lúc như vậy. Đó là kinh nghiệm sửa chữa thực tiễn và anh em phải lưu ý cái kinh nghiệm này Thịnh chia sẻ là rất là tâm huyết ha. Rất ít khi nào cùng lúc hai cái mic lại cùng lỗi như vậy. Bởi vì anh em thấy hai cái vị trí nó như cách xa nhau nửa vòng trái đất, một cái ở cạnh trên, một cái ở cạnh dưới. Đó, ví dụ như chúng ta vô nước chúng ta làm ẩm thì chúng ta ẩm cái khu vực dưới, chúng ta hư cái mic dưới đó chứ làm gì mà chúng ta cùng một lúc mà chúng ta làm hư cả hai cái mic trên và mic dưới như vậy được. Như anh khách này ảnh chọt vào cái khe này thì ảnh làm hư cái mic dưới đúng không? Đó, thì làm sao rất là ít khả năng nào mà cùng lúc hư hai cái mic. Vậy thì khi mà như vậy thì nó gặp vấn đề gì? Khi mà anh em mất cùng lúc cả hai mic, anh em đừng có đi thay mic, anh em phải đưa ra cho người ta kiểm tra chính xác cụ thể cái lỗi. 99% đó là bị vấn đề ở trên main, có thể nó bị đứt mạch tín hiệu, nó có thể nó lỗi IC và âm thanh vân vân. Nhiều trường hợp lắm, nhưng mà thay bao nhiêu cái mic nó cũng không giải quyết được trong cái tình huống này. Đó, nên là anh em lưu ý cái điểm này thì nói nha. Rồi, còn lại nếu mà chúng ta đã xác định lỗi mic và chúng ta đưa máy đến một cơ sở sửa chữa uy tín để chúng ta đảm nhiệm thì chúng ta có thể yên tâm về cái vấn đề chất lượng, yên tâm về cái vấn đề mà họ xác định được đúng cái lỗi và cái uy tín và phải chuyên sâu nữa nha anh em. Ví dụ như uy tín không nhưng mà họ không có chuyên môn về cái vấn đề dòng máy này, về Samsung về cái thiết bị này thì họ cũng không đảm nhận được đâu. Cái uy tín và cái chuyên sâu nó phải đi chung với nhau. Còn một bên thì quá giỏi nhưng mà lại không có uy tín thì lại bùa vẽ ra bệnh này, vẽ ra bệnh kia để tối đa hóa cái lợi nhuận thì coi như là cũng tiêu. Chúng ta phải đi kèm với cả hai yếu tố đó, uy tín và chuyên môn. Rồi, thì sau khi mà chúng ta thay mic xong, anh em đừng có vội mà cầm máy về anh em test lại toàn bộ những tính năng khác giùm cho Thịnh ha. Đó, ví dụ như Thịnh đã nói cái mic nó nằm dưới đây nó có những bộ phận linh kiện khác nữa chứ không phải cái mic không. Đó, chúng ta hãy test lại sạc nè, coi sạc nhanh rồi nọ được hay không. Đó, wifi cái kiểu ha, bởi vì nó sẽ có anten khuếch đại sóng rồi cái kiểu nữa. Đó, làm sao mọi tính năng ok hết thì chúng ta mới xách máy về dùng, để đảm bảo là chúng ta cái người thợ thao tác đó họ không có làm ảnh hưởng những bộ phận khác trong quá trình họ thay mic. Và chúng ta đem máy về rồi chúng ta sử dụng luôn, chúng ta không có gặp trục trặc, chúng ta phải quay tới quay lui nữa. Ví dụ như anh khách này ảnh ở xa mà ảnh về mà trục trặc gì anh không, ảnh lại dòng lên là rất mất công đúng không? Nên là ảnh phải test máy tại chỗ, tại cửa hàng của Thịnh, test thật kỹ lưỡng, có vấn đề gì Thịnh sẽ xử lý và ảnh ok hết rồi mới xách máy về. Dĩ nhiên cái xác suất đó là rất hiếm, bởi vì khi mà Thịnh đã gọi qua giao máy thì bên Thịnh đã test lại toàn bộ hết rồi, đã thay ảnh làm công việc đó rồi. Rồi ok anh em ha, Thịnh xin dừng video clip này đây. Thịnh muốn nói về vấn đề lỗi mic trên Note 20 Ultra. Mic nhỏ, mic thu yếu, mic nói không nghe, mic đứt quãng. Ha, đó, anh em đã có những kiến thức về lỗi mic trên dòng máy này. Hy vọng nếu anh em gặp lỗi này, anh em đã biết mình nên làm gì và có những cái phương án xử lý tối ưu ha. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha. Cảm ơn anh em.